cả nhà. Mọi người có thấy rõ Ngân không ạ? Ngày hôm nay thì shop bên Ngân sẽ livestream tri ân cho toàn bộ các anh chị khách hàng đã và sẽ ủng hộ những sản phẩm thắt lưng da nam cao cấp của bên em để được biết đến và trải nghiệm những mẫu sản phẩm chất lượng và đi đầu với mẫu mã. Và đây sẽ là hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Đầu tiên đó là mã sản phẩm V1, một chiếc thắt lưng nâu đầu khóa tự động tặng kèm một chiếc thắt lưng đen đầu khóa kim. Tiếp đến là mã sản phẩm V2, một chiếc thắt lưng đen đầu khóa tự động tặng kèm một chiếc thắt lưng nâu đầu khóa kim. Những mẫu sản phẩm thắt lưng da nam vô cùng đẳng cấp được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại HK miền Bắc. Và các anh chị đừng quên số hotline của bên em nha, 0978 990 422 hoặc 0965 210 886. Các anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể thiếu được những chiếc thắt lưng rồi. Nhiều khi còn phải băn khoăn lựa chọn mẫu sản phẩm nào mới đẹp, mới tốt và đặc biệt là giá phải chăng. Thế nhưng ngay trong buổi livestream này thì Ngân sẽ giới thiệu cho mọi người hai mẫu thắt lưng da cao cấp của bên em. Phải nói là vô cùng đẹp, vô cùng chuẩn chỉ và đặc biệt là vô cùng hot bên em. Và mẫu thắt lưng này sẽ có hai màu, đó là màu đen và màu nâu. Hàng này sản xuất đến đâu là hết đến đó, nên các anh chị em hãy chuẩn bị comment ngay cú pháp tri ân 1 cách số điện thoại hoặc tri ân 2 cách số điện thoại để được chốt đơn và sở hữu ngay một mẫu thắt lưng cao cấp bên em nha. Vì là mặt hàng cực kỳ hot và cháy hàng bên shop, nên shop sẽ tri ân giá khuyến mại chỉ được áp dụng duy nhất trên livestream này. Các anh chị em hãy nhớ rằng là chỉ duy nhất trên livestream này thì mọi người mới được mua với mức giá đẹp như vậy thôi ạ. Còn ngoài livestream thì sẽ không bao giờ có một mức giá như vậy đâu ạ. Và mã sản phẩm đầu tiên đó là mã V1, chỉ với 250.000 đồng thì các anh chị em sẽ sở hữu ngay hai chiếc thắt lưng, một chiếc thắt lưng nâu đầu khóa tự động tặng kèm một chiếc thắt lưng đen đầu khóa kim. Quá đẹp, quá xuất sắc. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay để lại comment tri ân 1 cách số điện thoại để sở hữu ngay hai em thắt lưng đẳng cấp như thế này. Và tiếp đó là mã sản phẩm V2. Chỉ với 250.000 đồng thì anh chị em sẽ sở hữu ngay hai chiếc thắt lưng, nhưng là sẽ là một chiếc thắt lưng đen đầu khóa tự động và một chiếc thắt lưng nâu đầu khóa kim. Số lượng không có nhiều nên anh chị em muốn sở hữu nó thì hãy nhanh tay để lại comment cho em Ngân và đừng quên comment theo đúng cú pháp tri ân 2 cách số điện thoại. Nhiều các anh chị em sẽ thắc mắc là sao quảng cáo là cao cấp mà giá lại đẹp như vậy, thì liệu có phải cao cấp thật hay không? Thì ngay bây giờ em Ngân sẽ giới thiệu về mẫu mã và test luôn các tính năng của mấy mẫu thắt lưng này cho mọi người luôn ạ. Đầu tiên là về mẫu mã và kiểu dáng, anh chị em có thể thấy rõ là mặt của em nó là mặt hợp kim cao cấp nguyên khối, không gỉ theo thời gian và rất tươi sáng, dễ phối đồ, bền chắc mà lại vô cùng thời trang luôn ạ. Các anh nhà mình có thể mặc với quần âu, quần jean hay là quần sock đều ok cả. Phần chất liệu là da bò cao cấp, họa tiết trơn, chống lửa, chống chảy xước, chống ngoại lực tác động vô cùng xịn sò. Và khi mà em Ngân hơ qua lửa như thế này, chúng ta có thể thấy là dù hơ đi hơ lại thì chiếc thắt lưng của chúng ta vẫn không hề hấn một chút gì hết. Và thậm chí là khi mà em Ngân dùng chiếc chìa khóa chà mạnh lên chiếc thắt lưng như thế này, hoàn toàn không có vấn đề gì luôn. Chúng ta cũng có thể vặn, xoáy hoặc là giật thoải mái. Và như vậy thì anh chị em mình đã tin rằng mẫu thắt lưng bên em là hàng cao cấp chưa ạ? Chỉ với 250.000 đồng thôi, một mức giá quá tốt cho một siêu phẩm như thế này mà anh chị em không nhanh tay sở hữu thì đúng là quá uổng luôn đấy ạ. Vì bên shop đang mở livestream tri ân khách hàng nên mới có giá đẹp như vậy thôi. Chị em Ngân khẳng định một lần nữa là ở ngoài sẽ không bao giờ có một mức giá như vậy đâu ạ. Hơn nữa là mấy em thắt lưng này đang rất hot nên anh chị em mà chậm đơn một xíu thôi là có thể bỏ lỡ ngay một siêu phẩm với mức giá đẹp như thế này rồi. Quá là tiếc luôn đấy ạ. Nhanh tay comment theo cú pháp tri ân 1 cách số điện thoại hoặc tri ân 2 cách số điện thoại để chốt đơn ngay ạ. Một lưu ý anh chị em vui lòng nhớ giúp em Ngân là công ty sẽ có phiếu bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Mọi người nhận được hàng thì vui lòng bóc hàng, xem hàng, kiểm tra hàng. Mọi người trải nghiệm xem đúng như em quảng cáo hay không. Và quan trọng nhất là mọi người ưng thì mọi người mới nhận hàng giúp em. Và shop chỉ miễn phí ship cho các anh chị nhà mình đặt từ 2 combo trở lên nha. Nếu như mua lẻ thì mọi người vui lòng thanh toán giúp em 250.000 và 30.000 phí ship toàn quốc nha. Em Ngân lại phải khẳng định với mọi người rằng với một mẫu sản phẩm đẹp xuất sắc như thế này, với mức giá chỉ có 250.000 đồng thì sẽ chỉ có duy nhất trên livestream ngày hôm nay. Anh chị em mình mà không nhanh tay chốt đơn thì phải nói là quá uổng phí. Anh chị em hãy nhanh tay chốt đơn theo cú pháp tri ân 1 cách số điện thoại hoặc tri ân 2 cách số điện thoại để bên shop chốt đơn và giao hàng ngay cho anh chị em, hoặc liên hệ trực tiếp theo số hotline 0978 990 422 hoặc 0965 210 886. Địa chỉ văn phòng giao dịch số 2 Phạm Hồng Thái, Trại Thủy, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nha anh chị em. Bye bye mọi người!